Làm ngày lương lương em ngày thì 3 triệu, năm năm triệu thì 3 triệu. Mấy đồ đi tinh không? Bảo cái chỗ một quần áo. Phải đi shopping. Thử đi. Đây có chứ mặc hết này. Đôi áo bỏ. Này trước mua 750 này. Này chứ mua 750 này. Mua thấy hay hay mua vậy, về mặt mấy đâu? Có 273.000 này. Tôi đi đâu rồi? Ừ? Úp video. Nên bảo úp luôn á? Anh hỏi là em chưa úp vào. Vậy tối nay úp vào với nhau.